Đây là chương trình học từ ngữ căn bản tiếng Pháp trình độ B1. Bài học số 3 nói về các giác quan, les sens, nói về các tình cảm, les sentiments, và nói về các cảm xúc, les émotions. Và chúng ta đã học một số danh từ về năm giác quan, les sens, và chúng ta đã học những danh từ liên quan tới tình cảm và cảm xúc. Và bây giờ chúng ta làm một số bài tập để chúng ta ôn lại những danh từ liên quan tới các giác quan, các tình cảm và các cảm xúc. Trong bài tập số 1, chúng ta đã yêu cầu nghe cái CD số 11, Écoutez, rồi sau đó hãy ghi ra những cái câu nào mà nó liên quan tới những cái phần nào ở trong cái bảng sau. Câu thứ nhất là La peine là nỗi khổ, L'anti là kính áp tròng, Malentendant là những người khiếm thính, Honnêteté là sự thành thật liêm chính, Discrétion là sự kín đáo, Mauvaise humeur là có tính tình không vui vẻ. Và chúng ta hãy nghe CD số 11, rồi chúng ta xem những câu nào liên quan tới những cái phần nào ở trong cái bảng sau đây. Leçon 3, page 26, exercice 1. 1. Je suis touchée par sa discrétion et sa timidité. 2. Il a fait preuve d'une grande honnêteté. 3. Je ne porte pas de lunettes. Je préfère mettre des lentilles. 4. Je ne veux plus le voir. Il m'a fait trop de peine. 5. J'ai mal dormi et je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. 6. Cette association aide les personnes malentendantes. Trong bài tập số 1 này, chúng ta thấy có một cái bảng và trong đó có ghi những cái chữ. Và chúng ta sẽ tìm trong những cái câu mà chúng ta nghe ở trong CD số 11 này những chữ nào mà nó xuất hiện trong cái bảng này. Chữ thứ nhất là pen là nỗi khổ tâm, long ti là kính áp tròng, chúng ta gắn vào trong mắt của mình để nhìn cho nó rõ, malentendant những người khiếm thính, honnêteté sự liêm chính, sự thành thật, la discrétion sự kín đáo, dè dặt, mauvaise humeur là có một cái tính tình không vui vẻ, cáu bẩn. Và bây giờ chúng ta coi những cái câu mà chúng ta đã nghe được ở trong CD số 11 này. Câu thứ nhất chúng ta nghe được là Je suis touché par sa discrétion et sa timidité. Tôi rất là cảm động, tôi rất là bị đánh động bởi cái sự kín đáo của người đó, cũng như là sự rụt rè, nhút nhát của người đó. Và đây là hai chữ nói về một cái tính tình của một người. Discrétion là sự kín đáo, dè dặt. Timidité là sự nhút nhát. Câu số 2, Il a fait preuve d'une grande honnêteté. Fait preuve là chứng minh. Anh ấy, người ấy đã chứng minh có một cái sự liêm chính rất là... Honnêteté là một sự liêm chính, một sự thật thà, ngay thẳng, rất là lớn. Câu số 3, Je ne porte pas de lunettes. Je préfère mettre des lentilles. Tôi không đeo kính. Tôi thích mang các cái kính áp tròng hơn. Câu số 4, Je ne peux plus le voir. Tôi không thể nào gặp cái anh ấy nữa. Il m'a fait trop de peine. Anh ta đã tạo cho tôi, anh ta đã mang lại cho tôi nhiều cái điều khổ tâm. J'ai mal dormi et je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Tôi đã ngủ không có ngon và hôm nay tôi có một cái tâm trạng tinh thần không có thoải mái. Cette association aide les personnes malentendantes. Cái hiệp hội này giúp đỡ những cái con người khiếm thính. Và bây giờ chúng ta coi câu đầu tiên. Je suis touché par sa discrétion et sa timidité. Đây là câu thứ nhất. Trong câu thứ nhất chúng ta thấy có cái chữ discrétion. Je suis touché par sa discrétion. Như vậy đây là số 1. Trong câu số 2 chúng ta thấy có cái chữ thuộc về một cái tính tình. Honnêteté là sự liêm chính, thật thà, ngay thẳng. Il a fait preuve d'une grande honnêteté. Anh ấy chứng tỏ là có một cái lòng liêm chính, ngay thẳng, thật thà rất là lớn. Và chúng ta thấy honnêteté là một danh từ nói lên một cái tính tình. Và chúng ta thấy câu số 2 thì tương đương với câu số 2 chúng ta vừa mới nghe có cái chữ honnêteté và nó nằm ở trong cái OD. Honnêteté là chúng ta để số 2 vào. Trong câu số 3 chúng ta thấy có cái danh từ long tia, đây là một cái kính và chúng ta nói là cái kính áp tròng,
để đeo vào trong mắt để cho thấy rõ thay vì đeo kính. Je ne porte pas de lunettes, je préfère mettre des lentilles. Và cái chỗ lentilles chúng ta thấy có ở trong cái bảng. Và chúng ta ghi số 3 vào cái ô B bởi vì trong này có chữ lentilles. Trong câu số 4, je ne peux plus le voir, tôi không thể nào gặp anh ấy được nữa. Il m'a fait trop de peine, anh ta đã làm cho tôi bị khổ tâm, đau khổ rất là nhiều. Vậy chúng ta thấy chữ peine có ở trong cái bảng. Je ne peux plus le voir, il m'a fait trop de peine. Chữ peine nằm ở trong câu A. Trong câu số 5, j'ai mal dormi et je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Tôi đã ngủ không ngon và hôm nay tôi có một cái tinh thần không có vui vẻ. Mauvaise humeur là nói lên cái tâm trạng của một con người. Và chúng ta thấy ở trong bài tập này có cái chữ mauvaise humeur ở cột F. J'ai mal dormi et je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Trong câu số 6, cette association aide les personnes malentendantes. Malentendant là những người nghe không có rõ, những người bị khiếm thính. Và cái hiệp hội này trợ giúp những người khiếm thính. Và trong câu 6 có chữ malentendant và chúng ta ghi vào cột C. Bài tập số 2, associer une phrase à un sens. Un sens đây là một giác quan. Các bạn hãy ghi liên kết những cái câu, một trong những câu này với một giác quan. Ở đây chúng ta thấy có 5 giác quan, con mắt, cái tai, cái mũi, cái tay và cái lưỡi. Đó là biểu tượng của 5 giác quan. Ce son aigu est très désagréable. Son này là âm thanh, cái âm thanh rất cao này, aigu là chói tai này, thì rất là khó chịu. Như vậy chúng ta thấy đây là một câu liên quan tới cái tai. Đây là cái tai và chúng ta đánh số 1 vào đây. Câu số 2. Il est bon ce gâteau in fond de la bouche. Đây là một câu cảm thán. Cái bánh gâteau này ngon quá, cho vào trong miệng là nó tan ra liền. Như vậy chúng ta cảm thấy ngon là nhờ có lưỡi. Như vậy đây là liên quan tới le goût. Và chúng ta đánh số 2 vào. Câu số 3. Quelle mauvaise odeur. Cái mùi gì mà hôi quá. Chúng ta cảm thấy mùi hôi là do bởi chúng ta ngửi bằng khứu giác. Như vậy là liên quan tới khứu giác, l'odorat. Số 3. Số 4, j'ai une mémoire visuelle. Mémoire là ký ức, visuelle là nhìn bằng mắt. Nhìn qua cái người này, nhìn qua một cái sự vật gì, hay một cái chữ gì, hay một cái người gì, thì có thể nhớ ngay. Như vậy là người ta có một cái ký ức tốt do con mắt. Và chúng ta thấy đây là cái câu số 4 này liên quan tới con mắt, là la vue. Và câu số 5, giác quan cuối cùng, j'adore les massages. Tôi rất là mê được xoa bóp. Il me procure des sensations agréables. Cái sự xoa bóp này tạo cho tôi những cái cảm giác rất là dễ chịu. Massage là xoa bóp. Như vậy là xoa bóp bằng tay. Như vậy câu số 5 này liên quan tới câu D. Đó là le toucher. Số 1 là l'ouïe. Số 2 là le goût. Số 3 là l'odorat. Số 4 là la vue. Số 5 là le toucher. Tập số 3. Classer les émotions et sentiments dans le tableau. Ở đây chúng ta có khá nhiều các từ ngữ nói lên cái emotion, cái cảm xúc của mình và nói lên cái sentiment, cái tâm tình của mình. Và chúng ta hãy lựa chọn, lọc ra những chữ nào thuộc về tâm tình và cảm xúc tích cực, positive, và những tâm tình và những cảm xúc nào là tiêu cực, negative. Và chúng ta ghi vào một trong hai cột này. Trong bảng phân loại này, ở bên trái là những cái tình cảm và những xúc cảm tích cực, sentiment et émotion positive. Và bên phải của chúng ta là les sentiments et émotion négatif, những tình cảm và xúc cảm tiêu cực. Nhìn vào trong bảng này, chúng ta thấy có một số các danh từ thuộc các tình cảm và xúc cảm tích cực. Và chúng ta đã ghi vào màu vàng. L'amabilité là tính dễ thương, l'amour là tình yêu, la bonne humeur là một tính tình vui vẻ, la compréhension, sự thông cảm, l'espoir, sự hy vọng, la générosité, sự quảng đại, rộng lượng, la gentillesse, sự tốt bụng, l'optimisme,
sự lạc quan, la sincérité, sự chân thành, la tolérance, là sự chịu đựng. Và chúng ta đã ghi xuống đây tất cả những danh từ liên quan tới những tình cảm và xúc cảm tích cực: l'amabilité, l'amour, la bonne humeur, la compréhension, l'espoir, la générosité, la gentillesse, l'optimisme. Ở đây là misme. Tôi xin lỗi, đây là đánh phải đánh là danh từ optimisme. Tính lạc quan, la sincérité, sự chân thành, la tolérance, sự thông cảm. Những chữ còn lại là những tình cảm hay xúc cảm tiêu cực: l'anxiété, sự lo lắng, la déception, sự thất vọng, le désespoir cũng là sự thất vọng, l'égoïsme, sự ích kỷ, l'énervement, sự mau tức giận, nóng nảy, la nguy, sự buồn chán, la haine, sự thù hận, la jalousie, sự ghen tuông, la méchanceté, là sự tàn ác, le pessimisme, sự bi quan. Và chúng ta đã ghi vào trong cái cột các tình cảm và xúc cảm tiêu cực: l'anxiété, lo lắng, ưu tư, la déception, thất vọng, le désespoir, cũng là thất vọng, l'égoïsme, sự ích kỷ, l'énervement, sự tức giận, l'ennui, buồn chán, la haine, sự thù hận, la jalousie, sự ghen tuông, la méchanceté, là sự tàn ác, le pessimisme, sự bi quan. Bài tập số 4, associer les synonymes. Ở cột bên tay trái A B C D E F G H và cột bên tay phải 1 2 3 4 5 6 7 8, đây là những danh từ hoặc những động từ tính từ nó tương đương với nhau, người ta gọi là đồng nghĩa. Và bây giờ chúng ta hãy nối những từ đồng nghĩa ở cột bên tay trái với cột bên tay phải. Envier quelqu'un, thèm muốn ai, như vậy là chúng ta có cái sự ghen tuông, thấy người ta có mà mình cũng thèm muốn. Être jaloux de quelqu'un. Souci là lo lắng, ưu tư, là có một cái vấn đề, cái sự ưu tư là một cái vấn đề ở trong tâm lý của mình. Se montrer, thể hiện ra, tức là faire preuve và là chứng tỏ. Déranger, làm phiền, thì tương đương có động từ gêner, làm cản trở, làm phiền ai. Chagrin là sự buồn phiền, tương đương với chữ peine. Peine cũng là buồn phiền nhưng mà nó có cái mức độ cao hơn, đau khổ. Dynamisme, sự năng động, thì tương đương đồng nghĩa với énergie, có nhiều năng lượng. Se mettre en colère, nổi giận lên, nóng giận lên, tương đương là động từ se fâcher, tức giận. Aveugle là mù, thì tương đương với là khiếm thị, non voyant. Và chúng ta đã nói những cái từ này, người ta gọi là những synonym, những cái từ đồng nghĩa. Và trong bài 5, chúng ta được yêu cầu nghe CD số 12 rồi trả lời. Bây giờ chúng ta hãy nghe CD số 12. Và trong CD số 12 này có tất cả là 6 câu. Và chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi người ta đặt ra. Leçon 3, page 26, exercice 5. Leçon 3, page 26, exercice 5. A. Quel est le contraire de faire confiance à quelqu'un? B. Que fait-on quand on n'est pas sûr de quelque chose? C. Que ressent-on quand on est anxieux? D. Comment s'appelle le sens qui communique les informations par la peau? E. De quoi fait preuve une personne qui n'est pas compliquée? F. Quelle expression imagée utilise? Sau đây là 6 câu chúng ta nghe được ở trong CD số 22. Câu A. Quel est le contraire de faire confiance à quelqu'un? Động từ faire confiance à quelqu'un là đặt niềm tin với ai. Và phản nghĩa của nó là nghi ngờ ai, cảnh giác đối với ai. Se méfier de quelqu'un. Mình không có cái lòng tin nơi người nào thì mình se méfier de. Câu thứ hai. Que fait-on quand on n'est pas sûr de quelque chose? Khi người ta không chắc chắn về một cái chuyện gì thì người ta làm gì? Thì người ta nghi ngờ,
on doute. Câu số 3, que ressent-on quand on est anxieux? Khi người ta cảm thấy ưu tư lo lắng thì người ta cảm thấy cái gì? Thì người ta cảm thấy cái sự lo lắng và cảm thấy cái sự lo âu. On ressent de l'anxiété hoặc là de l'inquiétude. Comment s'appelle le sens qui communique les informations par la peau? Cái giác quan mà nó giao tiếp với các cái thông tin bằng qua làn da thì đó là giác quan gì? Đó là xúc giác, le toucher. De quoi fait preuve une personne qui n'est pas compliquée? Một con người mà không có vẻ gì là phức tạp thì người ta chứng tỏ một điều gì? Thì con người đó chứng tỏ một cái sự đơn sơ, đơn giản. Elle fait preuve de la simplicité. Quelle expression imagée utilise-t-on pour dire qu'on donne des soucis à quelqu'un? Khi người ta tạo cho những người khác những cái sự lo âu, thì người ta có cái câu gì, có cái biểu thức gì mà nó gợi lên hình ảnh là một người tạo ra những lo âu cho người khác? Thì đây là có một cái biểu thức là on en fait voir de toutes les couleurs à quelqu'un. Và chúng ta điền các cái đáp án này vào trong phần câu hỏi. Và sau khi đã điền các đáp án vào các cái câu hỏi này, và bây giờ chúng ta nghe lại CD số 12. Leçon 3, page 26, exercice 5. A. Quel est le contraire de faire confiance à quelqu'un? Se méfier de quelqu'un. B. Que fait-on quand on n'est pas sûr de quelque chose? On doute. C. Que ressent-on quand on est anxieux? On ressent de l'anxiété, de l'inquiétude. Comment s'appelle le sens qui communique les informations par la peau? Le toucher. E. De quoi fait preuve une personne qui n'est pas compliquée? Elle fait preuve de simplicité. F. Quelle expression imagée utilise-t-on pour dire qu'on donne des soucis à quelqu'un? On en fait voir de toutes les couleurs à quelqu'un.